Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với channel giới thiệu những thiết bị điện gia dụng nhà bếp của Điện máy Hà Minh Cường. Và sản phẩm tiếp theo trong series đồ dùng nhà bếp là bộ dao inox 7 món đến từ nhà Elmix. Bộ dao gồm 7 món, 4 con dao dùng để chặt, thái, gọt tía hoa quả, một thanh mài dao, một kéo cắt gà và một giá để dao. Chất liệu bộ sản phẩm với độ cứng đạt tới 52HRC giúp dao sắc và bền hơn. Chuối dao liền chắc chắn, kéo cắt thức ăn cộng lực có hàm và lưỡi chống trơn trượt, đuôi có khóa an toàn. Dao chặt với trọng lượng vừa phải, tỷ lệ giữa lưỡi dao và quai cán hợp lý giúp tay không bị mỏi khi chặt. Độ dày của dao hợp lý giúp bảo vệ an toàn cho tay trong quá trình thao tác. Kích cỡ dao vừa tay giúp sử dụng dễ dàng và không bị mỏi tay. Để mua được sản phẩm chính hãng với giá cực ưu đãi liên hệ ngay hotline 0903885056 hoặc 0938205056, quý vị sẽ được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Điện máy Hà Minh Cường cũng luôn tuyển cộng tác viên bán hàng online và tìm kiếm các đại lý cửa hàng muốn mở rộng kinh doanh các ngành hàng gia dụng với chương trình giá và chiết khấu thẳng từ nhà phân phối. Chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 0916888726 để được đăng ký làm đại lý cửa hàng bạn nhé.